đi từ sáng rồi, không thấy về đâu. Ai nấu cơm cho con ăn? Thấy con nhớ mẹ không? Con nhớ à? Mẹ con chứ cháu. Cô ăn. Đấy, ăn hết đi. Ăn hết thì lấy tiếp. Đấy. Ăn hết thì lấy tiếp. Cô cũng ăn ngon thế. Đấy. Ghen cô à? Cô ấy kiểu để tóc. Chào cả bóp, em mở bóp này. Đó, ngon thế. Thôi.
cho cụ lấy cỏ cho cá. Lấy đi. Cầm đi. Cho cá đi. Đi tập cụ. Đấy, bỏ cho cá. Bà bê đi. Đấy. Nè. Đi bắt con kia. Bắt được không? Bắt được con kia không? Bắt lấy à? Bắt lấy anh chị. Đấy. Con đi. Con đi. Quay cụ.
con cọi nó. Ôi dù. Đấy. Mẹ chưa thấy bê ai nấu cơm cho bữa hắn nhé. Mẹ chưa thấy bê đâu. Mẹ đi từ sáng rồi không thấy bê đâu, ai nấu cơm cho con ăn hả? Thấy con nhớ mẹ không hả? Con nhớ à? Mẹ con chứ cháu. Nhớ mẹ rồi. Mẹ đi từ sáng rồi không về đâu. Không có ai nấu cơm cho bơ ăn đâu. Cơm chùm. Mẹ cơm cho mẹ đi ngủ. Ăn cơm nha. Cho nó lên. Mẹ tay đâu rồi? Đi khám rồi. Này. Này, mẹ tay đâu rồi? Mẹ ăn nha. Không cho mẹ ăn.
không chờ mẹ, chứ mẹ mới ăn. Không, thế họ nói là cái Châu bị gãy tay đi viện à? Không biết. Thế không đi thăm cụ cháu ở cái nhà? Thế à? Ừ. Thế đi đi viện nào hôm nọ bảo là ngã bị đau nhưng mà vẫn thấy ở nhà. Thế đi hôm qua mới đi viện à? Ừ, hôm đi viện từ hôm qua rồi. Chắc là bị sao gãy tay hay là bị sao ấy? Yeah. Ừ. Nhỉ. Mỗi hai cụ cháu ở nhà sao mà biết nấu nướng ăn? Thế em đi thăm ruộng một tí xong em về em lên thăm. Ừ. Ba. Ừ. Lúc nãy con đi làm về xong là gặp một ông bảo là Châu đi nằm viện. Thế à? Ừ. Đi chụp xong là họ bảo ghế rồi xong bây giờ nằm viện. Thế à? Bà này nấu cơm chờ nhưng mà không thấy về nhà. Ừ. Nó thấy họ bảo là để băng bó xong là tầm 2-3 ngày mới được về. Thế à? Nó bảo ghế ở cái cổ tay đấy. Thế à? Vâng. Thế họ nói là con cũng về luôn. Thế à? Con định đi làm xong là cũng lên xem bà như thế nào. Thế à? Chắc là cũng phải nấu cơm xong là đưa cơm đi cho thôi. Vâng, phải nấu cơm đi cho. Thôi nó không có người gì đâu. Ừ. Thế bây giờ làm cái gì bà? Nấu bà nấu được, cơm nhỉ? Ừ, nấu được cơm rồi. Còn làm dâu. Thế con đi làm. Còn làm khổ làm cho. Ừ. Ừ. Thế chăn lợn chăn gà chưa? Chưa. Chứ à? Ừ. Con làm rau xong con đi chăn cho. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con ơi, con không nghịch nhá, không được nghịch nhá. Con ngủ với ai? Úi trời ơi, con không nghịch, con không nghịch. Con không nghịch. Đứng dậy, đứng dậy nào. Đứng dậy, ôi tí. Tí bác tắm cho con nhé. Nhá. Tắm gội đầu cho con nhé. Ôi. Giờ mẹ gãy tay rồi. Không có ai làm cho con rồi, cho bà rồi. Con rửa tay nè. Ôi, đi thay quần áo cho nhá. Trời ơi. Đâu rồi, để bác đi thay quần áo cho con. Đây, bà tí lấy cơm cho con bơ ăn nhé. Vâng. Để con lấy cơm đi đưa đi bệnh viện cho Châu nhé. Vâng, vâng. Vâng. Con lấy cơm đi đưa đi. Ăn đấy, đây vừa ăn bánh. Bà ơi, tí lấy cơm cho con bơ ăn nhé. Vâng.
Con còn đi về nhà thay cái áo xong con mới đi được. Hôm nay con đi ruộng về xong con qua về thôi. Con nấu ở đây. Đây đâu? Bây giờ chưa khỏi, ai mà nấu cơm làm việc cho bữa anh. Ừ, đi vào nhà ăn cơm.
xuống. Đi đi theo ba đi nấu mì tôm. Ăn. Xuống cho ba. Cơm với ba thôi, bơ ơi, mẹ chưa quê đâu. À, quê thôi với em, cơm với ba. Bỏ cái kia ra. Thôi, bà lấy chọc. Được rồi. Được rồi. Tí hết mới lấy cho. Bà mới lấy cho. Đấy. Ăn đi. Ăn ngon không? Hả? Ngon. Thế à? Mẹ không ở nhà không có dâu đâu. Hai ba cháu ăn mì tôm thôi. Ăn xong thì ngủ với ba nhé. Ngon thế. Đấy. Hai ba cháu ăn mì tôm rồi, mẹ chưa về. Ngon thế, đấy. Ôi dồi. Đấy. Kèm bơ ngon thế. Ba cũng ăn, ngon. Mẹ cô ạ. Cô cũng ăn. Củ cũng ăn. Đấy. Ăn hết đi. Ăn hết đi lấy tiếp. Đấy. Đấy. Củ cũng ăn. Ngon thế. Đấy.
con thế. Đấy. Ngon thế nhỉ. Đấy. Ăn hết thì lấy tiếp. Củ cũng ăn ngon thế. Đấy. Ghen của. Với kiểu để tắt. Chào cả bóp em mơ bóp này. Nó ngon thế. Củ cũng ăn ngon. Bơ cũng ngon. Đấy. Mình đặt bọc cổ ạ. Ừ. Ngon. Trộm bơ chín thôi. Ngon thế. Cụ cũng ăn no. Đấy, ăn. Ấy giờ ăn hết cái bát này mới no. Bye bye. Mất điện rồi đấy. Đấy. Hai ba cháu khóc ở. Lại mất điện nữa. Ăn đi. Củ cũng ăn. Có ngon không? Ngon ạ. Ngon thế à? Ăn no nhé. Tối ngủ thì đói, không có mẹ lấy cơm cho đâu, mẹ không về nhà đâu. Cho bà có cây bạc cụ ạ. Gì? Nói cái gì bà cụ cũng nghe thấy nữa. Gì? Bà cụ ăn no rồi. Bơ nó chưa? Không nói ăn hết đi. Ăn đi. Cô cũng ăn. Đấy. Đấy. Không có. Ăn cho nó đi ngủ. Đấy. Không quá. Ngon quá. Có điện rồi bà nội à? Có điện rồi. Con còn ăn ba tròn giòn nhé. Ăn nói ba giòn cất nhé. Đấy.